Hello, xin chào tất cả anh chị em. Hôm trước thì Tiến chia sẻ cho anh chị em một cái video để làm nhận cái 15 cái đồng token của cái sàn của cái ví Penena Network này nhé. Đây là một cái dự án rất là mới mà là một dự án đầu tiên trong cái Nampad, mà cái website pad gọi là cái nền tảng Nampad của DZU cho anh chị em nhà đầu tư DZU chúng ta mua. Cái vấn đề này thì anh chị em phải hiểu rằng là hiện nay cái ví này ấy, thì nó được rất đông cái số lượng người biết đến và cũng như tham gia. Vừa rồi họ cũng gây được một cái quỹ là được thêm 5 triệu đô nữa nhỉ, 5 triệu đô để đầu tư vào một cái ví mà như vậy là rất là ok anh em ạ. Cái ví này được mệnh gọi là cái gọi là siêu ví, super ví. Nó có thể mua bán giao dịch được hơn 100.000 cái đồng token trong này mà nó không cần cái đồng coin, mà đồng coin thì kiểu dạng như là không, cái ví dụ anh em dùng MetaMask, anh em mà có vào cái Binance Smart Chain đúng không ạ? Thì ở đây nó có thể swap được các cái đồng khác nhau nhé. Đây nó có thể swap được các cái mạng khác nhau như này. Cái phí này khá là hay em chị ạ. Chỉ cần nạp USDT vào thôi là ta có thể mua mạng mà ta có thể chuyển các loại mạng khác nhau này. Ở đây ta mua các cái đồng coin của nó. Thì tại sao Tiến lại chia sẻ cho anh chị em? Bởi vì là hiện nay nó có cái chương trình. Đây ở anh chị em nhìn ở trên màn hình đấy, nó có phần new này. Sau khi mà anh chị em nên tải về ở trong cái App Store hoặc là lên CS Play, anh chị em gõ chữ Penena này, này. Gõ chữ Penena này nó sẽ có, phải không? Thì anh chị em vào cái phần này. Và sau khi đăng ký rất đơn giản thôi, anh chị em đăng ký vào cái ví như MetaMask thôi, chúng ta là cái ví phi tập trung mà. Anh chị em vào thì anh chị em phần có cái phần pool là 15 triệu đô này. 15 triệu có cái pool 15 triệu này này. Là anh em sẽ được chia sẻ cái đồng Penena này, này 15 triệu cái đồng Penena để chia cho chúng ta mỗi một người này. Khi mà đăng ký tải ví về và chúng ta nạp vào là tiền vào đó là tối thiểu là 1 đô. Thì để làm gì? Để nó phát sinh giao dịch, để nó thấy được là cái ví của anh chị em hoạt động thì nó mới, sau này nó sẽ tặng. Cái thời điểm này tại sao Tiến hôm trước Tiến xóa cái video đi, bởi vì Tiến quên không nói cho anh em biết là phải có cái nạp tối thiểu là 1 đô. Thì cái ví này nó cũng sử dụng khá nhiều đồng tiền, anh chị em có thể mua bán trên này dùng các cái mạng khác nhau. Thì ở đây nó có chương trình này Rep Now, tức là ví dụ đây bây giờ Tiến đang chia sẻ cho mọi người, Tiến ấn vào cái từ Rep Now này nhé. Đấy, thì nó có phần chia sẻ qua Zalo, Facebook cho anh chị em, và anh chị em tải về và nó dùng cái mã đây. Sau khi đăng ký thì anh chị em ấn vào cái mã này, cái mã số là 6999 này, 033 ở giữa màn hình này, ở dưới phần chữ 15 triệu đô. Thì nó có đăng cái chương trình này, khi mà anh chị em tải về này, chia sẻ cho người khác này. Ví dụ hiện nay Tiến chia sẻ cho anh chị em thì anh chị em tải cái ví này về và nhập cái mã của giới thiệu Tiến này, thì Tiến sẽ được 15 cái đồng token này, và anh chị em cũng được 15 cái token này. Thì tại sao Tiến này, đây nó là miễn phí phải không? Anh chị em nhớ ngày xưa Jimmy Tano Tiến muốn chia sẻ, Tiến rất tiếc đồng đấy, bởi sau này lên giá. Thì cái ví này nó cũng khá là ok, mà một cái điểm có rất quan trọng nữa là gì? Anh chị em có thể làm nhận free và chia sẻ cho nhiều người đăng ký, và chúng ta nhận được nhiều cái đồng token này. Mỗi một người thì ta nhận được 15 đồng hoặc ạ. Thì 100 người là chúng ta được nhận được là 1.500 đồng. Và anh chị em hiểu rằng là cái Penena Network này là dự án đầu tiên trong cái Nampad của DZU mà anh chị em Tiến đã được mua cái đồng token này với giá 0.015 đô. Đấy, 0.015 đô thì phải. Và khi mà bán vòng public nó sẽ bán 0.017 đô. Thế như vậy là điểm nhấn của Tiến là cho anh có hai vấn đề. Một là nó là một cái siêu ví, super ví đấy. Nó không cần dùng các cái đồng tiền, các mạng khác nhau để mình vào mình trao đổi, hoán đổi đúng không? Và nó đang có chương trình là nhận 15 đồng token này để cho mình chia sẻ cái ví này cho nó, và mình sẽ nhận kiếm được nhiều đồng token này. Và tiếp nữa, nó là cái dự án đầu tiên trên Nampad, anh chị em hiểu rằng
Nam Pát có thành công hay thất bại thì dự án đầu tay thì nó phải chọn lựa để đặt cái dự án nào lên để bán cho chúng ta là dự án đầu tiên đúng không ạ? Đấy thì anh xem lưu ý, nó sẽ có tiềm năng nhân ích rất là nhiều ở cái đồng này khi hết cái mùa này. Đấy thì Tiến sẽ chia sẻ cho anh chị em để anh chị em làm. Khi sau khi tải tải đơn giản thôi, không còn KYC gì cả. Nó như MetaMask thôi, như ví Phantom các thứ thôi. Anh chị em vào tải về là anh chị em đăng ký. Ví dụ như anh chị em vào CH Play. Cái CH Play của Tiến đặt ở đâu không biết. Đó, đâu đó. Vào anh chị em vào rồi gõ chữ Penela là nó ra mà. CH Play đâu rồi cụ? Ở đây đấy anh chị em gõ chứ tìm kiếm ở đây p n đây anh em gõ chữ penina nó ra này đấy thì ở đây Tiến đã cài đặt rồi đúng không thì chỉ cần cập nhật là xong này crypto shopper app đây này đấy cập nhật này đúng không thì anh chị em tải về sau khi tải về anh chị em gõ nhớ là gõ cái ấy về nhé. À, nhập cái mã giới thiệu về không là không được được đâu không được đồng coin nào đâu bởi vì nó có đang có chương trình marketing mà đấy marketing của nó thì đây anh xem sau khi tải về như này rồi thì anh xem ấn vào cái chữ rep new này new ở bên trái này đấy thì ở đây nó có hiện lên cái thông ra đây này đấy thì nhớ là anh xem hãy nạp vào tối thiểu 1 đô nó không nhiều thì anh xem một swap thì anh xem nó xác định làm hệ thống hoặc là anh xem nào mà thích cái đồng này thì thấy nó tiềm năng thì 15 đồng sau này nó lên vài đô chẳng hạn 5 7 đô thì cũng có tiền đúng không ạ thì nhận free mà thì anh xem nào mà chúng ta chia sẻ thì anh xem sẽ được nhận nhiều hơn những cái ví này thường thường là đã được đầu tư khoảng 5 triệu đô rồi anh xem ạ và nó có rất nhiều người biết đến hình như là hơn 100 nghìn thì phải 170 nghìn thì sao thì anh em thấy rằng là cái ví này khi nó ra mới thì nó sẽ muốn thu hút được cộng đồng và nó có nhiều cái chương trình ở trên này nữa đó mà Tiến đang khám phá của nó như vậy nó sẽ đẩy giá cái đồng này Tiến tin chắc cái đội đất nó sẽ đẩy giá nó lên đấy, và anh chị em giữ lại nó thì sau này chúng ta sẽ thu nhập được có tiền thôi anh chị em muốn đăng ký thì xem kỹ video và chúng ta lấy cái đường link Tiến để với sẽ chia sẻ kích vào đường link đấy chúng ta tải về đấy. À, hẹn gặp lại ở các video sau nay Tiến đang free như vậy thì hy vọng anh xem sẽ sở hữu được thật nhiều cái đồng này sau khi lít sàn. Lít sàn mình có nhá, anh xem đừng nó không có luôn đâu mà lít sàn thì nó mới trả token cho anh chị em. Bây giờ nó đang marketing rầm rộ.